Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.20 tập tiếp theo. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có xây chuồng Sniffer cũng như là ấp trứng Sniffer thành công đúng không? Và nó nở ra con không phải là con Sniffer các bạn nha. Thì con Sniffer con mọi người bảo nó tên là Sniplet gì đó. Đúng rồi, mình đọc không có đúng mọi người ạ. Nhưng mà nó tên là vậy mọi người, Sniplet. Và cái con Sniplet đó nó không có đào được cái hạt giống mọi người ạ. Cho nên là mình cần phải đợi nó lớn mọi người ơi. Đấy, nhiều bạn để lại comment như vậy á. Và tập trước mình cũng có xuống cái hang này đi mai, thì mình chưa tìm được full giáp kim cương nên là mình chưa muốn lên mọi người ạ. Mình muốn mai cho đủ kim cương để làm giáp kim cương mọi người ơi. Sau đó mình sẽ nâng cấp lên giáp kim cương mới, rồi mình cùng các bạn lại tiếp tục đi khám phá những cái mới trong phiên bản này ha. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ video lần trước hơn 3k like, và mình lại tiếp tục làm tiếp cho mọi người xem đây. Mỗi lần các bạn ủng hộ mạnh vậy mình có động lực lớn mình làm tiếp mọi người ạ. Và mình đã có cài cái phát sáng nè mọi người, ở nên là không sáng mình sẽ dễ thấy hơn, thấy cực kỳ rõ luôn đúng không mọi người. Và nhiều bạn để lại gợi ý cho mình là chỉnh lại shader cho nó đỡ chá và dễ nhìn hơn, thì mình đã chỉnh lại rồi mọi người ạ. Nên là các bạn thấy nước này, nước nó đỡ bị chá hơn đúng không, cũng như ánh sáng nó giảm bớt mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cúp mới mọi người ạ, tại vì cái cúp sắt này nó gãy rồi. Mình chế tạo một cái cúp kim cương luôn, mài cho nó đã mọi người ơi, dù gì mình cũng chế tạo cúp kim cương mà. Ủa cái gì vậy, ở đâu vậy? Ê, anh giai này đang cố ngăn cản mình chế tạo cúp kim cương. Vậy là không muốn mình đi mai hết cái hàng này à? Không dễ đâu con. Rồi ok, mình lại tiếp tục đi mai nha mọi người. Cố gắng tìm 20 mấy viên kim cương để chế tạo full giáp, rồi lên đường đi tìm lạc đà mọi người à. Đấy, nhiều bạn rất là muốn mình xây chuồng lạc đà đúng không? Mình cùng các bạn đi tìm lạc đà ha, cũng như là đi tìm những cái mảnh giáp luôn mọi người ạ. À. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một tí đuốc nữa, hết đuốc mất tiêu rồi. Mình sẽ tiếp tục đào nha. Ui, cái khống sản phát sáng kèm với lại cái shader thì nhìn rất là đẹp đúng không mọi người. Và các bạn nào muốn cài cái shader hay là resubbed á, mình để link dưới phần mô tả nha. Các bạn biết phần mô tả mà đúng không? Cái phần mô tả là mình có kèm theo nhạc này, rồi resubbed shader cái kiểu á. Thì bạn nào có cần shader hay là resubbed của mình thì nhớ kéo xuống và tải về nha. Mình để dưới phần mô tả cho bạn hết đi. Đây rồi, kim cương. Ôi, cái màu kim cương cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Rồi, phát sáng nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Mọi người có con viên à? Con viên à? Đù hả? Ôi, mình lại xuống khu mỏ bỏ hòn mọi người ơi. Vậy là mới có 3 viên. Ở nhà 5 viên nữa là 8 viên mọi người ơi. Các bạn thấy nước nó chá chá vậy á, nhưng mà mình chỉnh nó giả bớt rồi mọi người ạ. Nó sẽ đỡ hơn cái nước lần trước mọi người ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đào thêm một tí redstone nữa. Tập hôm nay thì mình sẽ đi mai rồi sau đó mình về nhà ha. Ồ, cái hang hẹp nhìn sợ vậy. Mong là nó có đường qua hướng khác. Ồ, thôi xong rồi, hang nước mọi người ạ. Mình đang mai gần ngay một cái hồ lava mọi người ơi, nhìn nè. Mà chỗ lava này nó hay có kim cương lắm mọi người ạ, thật luôn ấy. Từ cái đây rồi, thấy chưa? Mình nói có sai đâu. Cái chỗ lava này nó hay có kim cương lắm. Yeah, mình đoán đúng luôn mọi người ạ. Nhưng mà sao nghi có một viên vậy trời. Trời ơi, đúng như mình nghĩ luôn các bạn à. Đúng một viên. Biết là hang sâu nó dễ tìm kim cương lắm, nhưng mà kim cương lúc nào nó cũng đi có con viên vậy á. Nó không có đi chung mọi người ạ. Nó không có lập theo bài đàn như là sắt mọi người ơi. Ở đây nữa nè mọi người. Tiếp tục tiếp tục. Bao nhiêu viên đây? Đó, phải nhiều vậy chứ. Yeah, một ổ kim cương. Ui. Ê, đùa tôi hả? Thế là một viên đi ton rồi mọi người ạ. Mình phải cẩn thận mới được. Ui, một ổ kim cương. Một ổ luôn mọi người nha. Ui, ui, tí nữa rơi xuống được rồi. Ui, may quá. Ui, nữa kìa. Mình phải cẩn thận mới được. Ui, may thật luôn. Ui, ở phía dưới nó vẫn còn. Ui, còn kia quá trời, kim cương bên kia luôn. Yeah. May mắn đối với mình rồi mọi người à. Mình cứ tưởng là mình sẽ không tìm được đủ kim cương trong tập này chứ. Nhưng mà mới vô đã thấy nhiều kim cương rồi. Và cái chỗ này lava nhiều lắm mọi người à. Nhiều cực kỳ luôn ấy. Ok, đã tới dòng nước. Mình cần nhiều kim cương. Đây rồi, quá trời kim cương luôn. Và ui, thôi xong rồi. Các bạn biết gì không? Ancient City đúng không? À không, chỉ là một cái chỗ warden nhỏ thôi. Nhiều nhỏ vậy. Đây ạ. Láo tuét. Rồi mình cho mọi người xem rõ kim cương ha. Ui, chỗ đây được 2 viên mọi người ạ. À.
sắp có full giáp kim cương rồi. Quá nhanh luôn mọi người à. Mới vô có mấy phút mà tìm được gần 20 viên kim cương luôn ấy. Chắc là không có cái cục triệu hồi đâu ha. Bây giờ qua đào kim cương. Ui kim cương nhiều vậy, hai chỗ luôn. Quá may mắn rồi mọi người à. Thật sự luôn. Mới có mấy phút mà mình tìm thiệt luôn hả? Thiệt luôn ha. Đây nó có con quyền vậy à. Oh no. Lại một viên. À không, ở phía trong vẫn còn. May quá, hai viên cũng được chứ đừng có một viên. Một viên lẻ loi lắm. Có đi thì đi theo cặp, đi chung chứ. Lùi thêm một bước. Đáng sợ quá mọi người ạ. Mình cứ tưởng là không có cái cục triệu hồi mọi người ạ. Ai nhè. Mới bước vô đã thấy rồi. Tổng cộng là mình đã có 22 viên kim cương nha mọi người. Bây giờ chúng ta đi tìm thêm chứ như đây vẫn chưa đủ. Mình muốn làm thêm dụng cụ cái kiểu nữa. Hết đường đi rồi mọi người ạ. Cho nên là mình đi qua cái hang mới luôn. Là cái hang có cái cục triệu hồi nè. Mình phải cẩn thận mới được. Đây, có đường lên nè mọi người. Ở đây chúng ta có dòng nước. Ui, đây rồi, đây rồi. Kim cương của mình 2 viên. Quay, 3 viên rồi đó. 4 viên. Dạ, yeah, tuyệt vời. Thêm 4 viên nữa. Ở trên đây thì có rất là nhiều khoáng sản luôn. Thì tập trước mọi người bảo mình đi tìm kho báu đi. Làm mấy cái bản đồ kho báu á mọi người. Ra biển tìm thì mình thấy cũng hợp lý á. Tìm kho báu là may được mấy cái mảnh biển cả thì sao. Cái mảnh nâng cấp đó mọi người. Đây là một cái hang rộng mọi người. Ui vãi, nó nổ ra vàng kìa. Con này hay vậy ta. Ok mình sẽ đi theo cái đường này lên phía trên luôn. Tổng cộng là mình đã có 26 viên kim cương rồi. Tính thêm 5 viên ở nhà nữa. Ồ cái đường này bị cục rồi mọi người. Mình đào lên lâu lắm. Phải tìm một cái đường nào đó đi thẳng lên phía trên luôn mọi người ơi. Cuối cùng mình cũng thấy mọi người ạ. Hướng này chúng ta có vàng này, có đồng với lại sắt. Ok, cái đường này dẫn mình lên hang đá thường này. Mình có thể đào lên, nó dễ dàng hơn mọi người. Đây rồi. Ui, cái hang gì vậy? Rộng cực kỳ luôn. Ê, đường nào đây ta? Ồ, đây là mạch khoáng sản đồng nè mọi người. Rất là đẹp luôn đúng không? Nhưng mà không có mạch khoáng sản kim cương. Xù ghê. Mơ mộng quá mọi người à. Đòi mạch khoáng sản kim cương. Wow, một cái hồ mực phát sáng luôn mọi người à. Mình sẽ tiêu diệt vài con để lấy túi mực. Ok. Sau đó mình sẽ lên phía trên nha mọi người. Mình sẽ đào thẳng lên. Ok, cuối cùng cũng lên lớp đất rồi mọi người à. Hình như trời đang tối thì phải á. Ủa vẫn còn đá à? Vẫn còn đá luôn. Nãy giờ mình đào khá là lâu mọi người ạ. Đào được mấy stack đá cuội rồi ấy. Nhưng mà nhặt vô không được. Mình đầy đồ lắm rồi. À mình thấy khối cỏ rồi mọi người. Nhưng mà là một cái núi. Ok. Vẫn chưa lên mọi người ơi. Núi chắc luôn. Ê mình nghe tiếng ngựa. Mình cứ tưởng là qua cái lớp đất kia là lên luôn rồi. Ai nhè, phải đào thẳng lên như vậy nữa. Rất là lâu luôn. Mình nghe tiếng scare rồi. Nhưng mà nó bên cái hang thì phải á. No. Đào mãi nãy giờ. Mệt lắm luôn á. Ui mẹ ơi, cái tiếng gì vậy? Ok. Chưa lên. À đây rồi. Thật sự luôn mọi người à. Mình đào thẳng lên cái núi. Chỗ này quen quá mọi người ơi. Rất là quen luôn. Không thể tin được. Mình đào qua bên cái rừng hoa anh đào luôn à. Đi thẳng từ bên kia là bên cái hướng dân làng á, rất là xa luôn nha. Nó cách mấy cái núi như vậy luôn. Trời à, bảo sao nãy giờ đào cực kỳ lâu mới lên phía trên được mọi người ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ dùng thuyền bơi qua phía kia. Mình sẽ chế tạo một cái thuyền bằng hoa anh đào. Thuyền màu hồng nhìn đẹp ha. Cái này là cực quang á, mình không biết tại sao mình setting shader rồi cái nó như vậy luôn mọi người. Ui, về nhà cũng không yên nữa. Con sniffer của mình lớn chưa? Vẫn chưa mọi người ạ. Nhiều bạn hỏi con sniffer này nó ăn cái gì? Thì nó ăn hạt giống mọi người, hạt giống nó đào ấy. Ui rất là nhiều nhện nó ngồi kìa. Ngủ thôi. Mấy ngày rồi chưa ngủ mọi người ạ. Mình đi mai chắc là khoảng 2 ngày rồi á. Đây là 2 ngày trong Minecraft á nha. Rồi bây giờ chúng ta cần nung cái đá thường này lên để mà chúng ta làm cái đá kia mọi người ạ. Có cái đá kia rồi thì mình có thể chế tạo được cái lò luyện kim mọi người ạ. Chết đi.
thì được nhiều bạn khen là cái cầu với lại vườn hoa anh đào của mình đẹp, nên là mình có động lực lớn để xây tiếp mọi người ạ. Và nhiều bạn cũng để lại comment là anh tiếp tục trồng hoa anh đào đi. Trời ơi, cái khu rừng này nó dày lắm rồi mọi người ạ. Trồng nhiều quá thì nó không đẹp đúng không? Nếu mà muốn ngắm hoa anh đào nhiều thì mình qua bên kia mình ngắm. Còn về con cừu hồng, nhiều bạn bảo cho thêm một con cừu vô nữa để sinh sản làm bạn với nó. Thì mai mốt mình sẽ tính sao ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái sắt với lại lò nung ra. Mình sẽ chế tạo một cái lò luyện kim mọi người ạ. Nung khoáng sản cho nó lẹ ha. Đây mình đã có lò luyện kim. Mình đập cái chỗ lò này ra, bỏ lò luyện kim vô, sau đó là mình sẽ nung sắt lên mọi người ạ. Rất nhiều sắt luôn. Ok, một cục đá nữa thôi. Mình có thể chế tạo thêm một cái lò luyện kim nữa. Đây, mình đã có hai cái lò luyện kim. Một cái mình nung sắt và một cái mình nung vàng. Rồi, thế là mình đã có 26 viên kim cương mọi người ạ. Mình sẽ chế tạo áo giáp nha. Full áo giáp luôn. Rồi, mình còn dư 2 viên kim cương thì mình sẽ chế tạo kiếm. Về bàn enchant thì mình sẽ để sau ha. Bây giờ mình sẽ tháo bộ giáp ra và mặc bộ giáp mới vô. Ok rồi nha, mình đã có full giáp kim cương. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái xẻng mới. Cái xẻng kia nó vỡ rồi. Sau đó mình cùng các bạn lên đường đi tìm ngựa lại nha. Tìm ngựa xong mình cùng các bạn đi qua sa mạc ha. Qua sa mạc chúng ta tìm nhiều thứ mới. Coi thử là có lạc đà hay không. Mình cần có dây mọi người ạ. Nếu mà không có dây thì mình không thể nào dẫn hai con về được đúng không? Con lạc đà thì nó ăn xương rồng, nó đi theo khá là chậm á. Đúng rồi, mình phải có dây mình mới dẫn hai con về được. Nếu mà muốn nuôi lạc đà thì nó cũng hơi khó á mọi người ạ. À đúng rồi, còn về kho báu mình sẽ đem kho báu ra. Trời ơi, không có cái nào gần luôn. Đúng rồi, mình đi tìm kho báu thì mình phải đi ra biển lại mọi người ạ. Nó mới gần cái bản đồ, không thôi là xa lắm. Cái vụ kho báu chắc bỏ qua mọi người ạ. Còn tập hôm nay thì mình sẽ không xây dựng nha mọi người. Tập hôm nay thì chúng ta đi mai với lại làm vài số thứ thôi. Mình sẽ đem theo một tí xương, lỡ may trên đường mình thấy chó sói thì mình sẽ thuần phục ha. Mình đi một chuyến về chắc là con Sniffer nó lớn á mọi người. Đọc cường độ tín hiệu của kệ sách được đục bằng bộ so sánh đá đỏ. À, cái kệ sách mới nè mọi người. Chúng ta cần ván gỗ với lại gỗ phiến. À, cũng dễ mà. Rồi sau đó bỏ sách vô thôi đúng không? Mình sẽ để ở phía trên đi ha. Rồi sau đó lấy cái phiến lắp như vậy. Đó, là một cái chỗ để sách. Sách thì mình bỏ vô. Đây, mình lấy ra vẫn được nha. Ôi, mình nghe cái tiếng phù phép mọi người ạ. Nghe đã lắm. Nếu mà mình muốn làm cái thành tích đó thì mình cần phải bỏ full để cho nó kích hoạt đá đỏ ấy, thì sẽ thành công mọi người ạ. Không ngờ là mình đi mai từ phía kia mà về lại cái núi gần hoa anh đào luôn á mọi người. Xa cực kỳ luôn đúng không? Vãi chưởng ạ. Không thể tin được luôn. Mình không biết sa mạc nó nằm ở hướng nào nữa. Nhiều bạn bảo không nên dùng tọa độ chơi vậy nó sẽ không còn hay nữa. Nhưng mà không dùng tọa độ thì biết khi nào mình mới tìm được sa mạc đúng không? Bây giờ mình chơi không dùng tọa độ ha. Con ngựa của mình, trời ơi nhìn tội quá. Đợi chủ nhân lên rồi chạy về cùng. Rốt cuộc chủ nhân đi một phát ra thẳng phía kia. Ở đây cũng có rất là nhiều ngựa luôn. Nhiều bạn bảo con ngựa của mình là chạy chậm chứ không phải là do phiên bản. Thì mình thử thuần phục mấy em ngựa khác ha. Con ngựa này chạy khá là nhanh mọi người ơi. Và nhảy cũng rất là cao luôn. Ui tuyệt vời. Yeah. Thế là mình đã thuần phục được một em ngựa tốt rồi mọi người ạ. Mấy con kia thì nó chạy bình thường thôi. Nó cũng như là cái con ngựa cũ à. Chỉ có con này là khác biệt nè. Rồi mình sẽ dùng em ngựa này để đi phiêu lưu ha. Thì mình đã băng qua cái khu rừng cây đước mọi người ạ. Rừng sà bam nè, cái bên luôn ha. Ở đây mà cũng có vàng nữa hả? Vàng hay là gì đấy? Ê cái này cái gì đấy? What? Đùa tôi hả? Cũng than mọi người ạ. Ôi lỗi ánh sáng rồi mọi người ơi. Rất là vãi chưởng luôn. Cứ tưởng cục gì lạ lắm. Ai vậy là cục than. Thôi chắc là mình để em ngựa đây mọi người ơi. Mình đi bộ cũng không có dây để dắt em ngựa này qua luôn. Rồi thôi. Bye bye em ngựa. Mình sẽ chế tạo một cái bè. Nếu mà mình có vây về thì mình sẽ dắt em ngựa này về luôn. Ở đây chúng ta có quả mọng. Lại cừu hồng. Ê đùa hả trời. Cừu hồng hiếm lắm nha mọi người. Và mình thấy một lần hai con ở trong thế giới này. What? Không hiểu luôn. À có chó sói rồi mọi người ạ. Đây rồi đây rồi. Không uổng công mình đem theo xương mọi người ạ. Đây nha. Ui một phát được luôn. Rồi chúng ta đã có Lucky nha. Ở đây có hoa vàng đúng không? Quá tuyệt vời còn gì. Có hoa vàng luôn. Rồi thế là đã có Lucky. À, có thêm hoa tử đinh hương này đúng không? Mình sẽ đem thêm nhiều hoa tử đinh hương về trang trí cái vườn của con Sniffer. Quay cả đống hoa tử đinh hương luôn.
đây là hoa mẫu đơn. Nhiều bạn còn bảo mình cài thêm mod ba lô vô để chơi. Đã chơi bình thường rồi các bạn bắt mình cài mod khác gì mình đang chơi Minecraft mod đúng không? Ồ, cái gì đây, tuyết à? Hình như ở nhà mình chưa có tuyết thì phải á. Rồi lại có thêm thứ mới mọi người ơi. Yeah, ngày tiếp theo trôi qua mình đã tìm được vùng đất tuyết nha mọi người. Mình sẽ lấy một ít tuyết về làm người tuyết. Có người tuyết rồi thì mình sẽ làm được tuyết vô hạn nha mọi người. Gấu bất cực, hello. Ui, lại thêm chó sói nha mọi người. Thuần phục thêm một em nữa nha mọi người, để về nhà còn sinh sản được. Rồi, thế là mình đã có hai em chó sói. Nhiều bạn sẽ bảo với mình là anh sao không thuần phục hết luôn, em muốn anh thuần phục hết để cho nó sống ngoài tự nhiên nó thoải mái hơn mọi người ạ. Ê, ở đây có thịt gà với lại lông này, mình không có giết nha. Hình như có cáo thì phải á. Ui, nó săn hết gà ở đây luôn. Có loot kép ở phía dưới. À mà đúng rồi, khoan mọi người ạ. Loot kép thì mình để sao, bây giờ mình đầy đồ lắm rồi. Cái giáp ngựa vàng này chắc mình văng đi. Văng luôn thịt, văng những thứ không cần thiết. Mình sẽ men theo cái dòng sông băng này, chắc chắn là sẽ thấy được sa mạc. Ở trên web thì nó ghi là cái vùng băng gai này khá là hiếm á. Biển băng hay là băng gai á. Ồ, thế là mình lên thuyền à. Oh no, mình không lên thuyền đâu mọi người. Lên thuyền thì mấy em chó của mình như thế nào? Bây giờ mình sẽ đi hướng khác. Ok, ở đây có hoa màu xanh thì mình sẽ cho con Red thành con Blue. Và sau đó mình sẽ cho hai em này sinh sản luôn. Ê, Lucky đi đâu vậy? Sinh sản nào, làm thành tích con vẹt và con dơi luôn chứ. Đấy. Thế là Red. Ôi, chó con dễ thương vậy. Ê, nhìn dễ thương lắm đúng không mọi người? Tại vì mình có cài cái animation vô ấy, mấy cái con vật nhìn nó khác một tí. Con chó con cũng vậy luôn. Mình đang đi ở phía trên đồng bằng mọi người, mong là mình sẽ thấy được dân làng. Yeah, dân làng mọi người ạ. Cuối cùng mình cũng thấy được dân làng đồng bằng mọi người ạ. Dân làng đồng bằng vẫn là ok nhất đúng không? Lúa nhiều này, có nhiều đồ này. Khoan khoan, có gì đó sẽ sai mọi người ạ. Cuộc xâm lược. Ê, khoan khoan khoan, mình chưa muốn có cuộc xâm lược. Thôi bây giờ chịu khó mọi người ạ. Mình không muốn có cuộc xâm lược thì cái mình quên, không để ý thiệt. Ui, may là có mấy em Lucky đây hỗ trợ mình đó mọi người. Nó còn nhiều thời gian cực kỳ luôn. Mình cứ tưởng là hết rồi. Ê, từ từ, đừng có chạy. Tôi cứu mấy ông mà, mấy ông sợ cái gì. Còn cái con trâu xuất hiện thì bó tay nha. Đồng quá. Ây da, ôi, anh đi cầm rìu đánh đau á. Ok, thưởng cho mấy em Lucky này. Tại vì nó bị tấn công đó mọi người, nó mắc máu. Ui, con trâu kìa. Phải để dành mũi tên bắn mọi người, chứ không nên bắn lung tung như vậy. Ê, vừa nói cái bắn lung tung luôn. Không cho mấy ông này vô. Con trâu kìa. Ui, muốn bắn con trâu mọi người à. Ui, nó đang cố vô dân làng. Rồi xong rồi. Không có anh Golem. Anh Golem ơi, cứu tụi em. Anh Golem đâu rồi? Đây 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 đây. Anh ơi anh ơi, tụi nó vô kìa lẹ. Đúng rồi. Yeah, mình đã hạ con trâu một cách dễ dàng nhờ anh Golem. Để coi mấy em chó của mình có bị thương không nha. Rồi có em Blue bị thương này. Em này cũng bị thương luôn. Rồi xong, thế là gần hết thịt mọi người ạ. Ui dạ, đau vậy. Ờ, có giáp kim cương là không hạ mình chết rồi. Ui thôi sống rồi. Ui, Lucky của mình. Lucky của mình bị hạ một con rồi. Tụi này nó ép mình rơi xuống đây mọi người à. Không để ý thiệt. Ui thôi xong dân làng rồi. Ui, càng ngày càng rơi xuống. Sao mày lại hy sinh Lucky? Rất là buồn mọi người à. Vậy thì kẻ biện hộ
No, tôi hận cái biên hộ. Mà phải tiêu diệt hết tụi này mọi người để trả thù. Ê, con quỷ Evoker. Anh Gollum đâu rồi? Cái ông Gollum ông trốn không à? Thì do Shader nó có chút lỗi mọi người, mình chỉnh sao nó hơi bị giật ấy. Ui, nó ủi gãy cây luôn. Mình đánh xong cái này mình chuyển qua Shader nha, tại vì mấy con này nó dùng skill nhiều quá mọi người, nó hơi lắc. Uê, đông quá. Mình không thể để mấy em chó của mình chết được. Không lẽ nó ủi được cái nhà của mình? À không phải nhà của mình, nhà của dân làng. No, no. Thôi xong rồi, con quỷ. Ui. Ây da, thế là số táo vàng của mình đã bay. Ôi, dội nhỏ mà ghê vậy. Nó cắn chết con trâu luôn kìa. Ủa, khoan, Evoker hình như chết mất tiêu rồi. Đây nè, có tô tầm rồi. Và anh Gollum cũng hy sinh luôn. Một cuộc chiến bất ổn, nhưng mà mình vẫn chiến thắng được mọi người. Ôi, rất là buồn mọi người à. Hai em chó của mình ra đi rồi, chỉ còn lại con này thôi. Anh Gollum chết để lại cho mình vài cục sắt. Vậy thì mình sẽ tận dụng sắt của anh Gollum để chế tạo cây cuốc. Lấy rơm, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi cực kỳ ngon ở đây mọi người. Tại vì mình có giảm giá này, mắc cái kia thì mình được cái này đúng không mọi người, bù lại cho mình những tổn thất nặng nề hồi nãy. Do mình không để ý mọi người, đáng lẽ mình uống siêu bò sau đó mình mới vô dân làng. Tại vì mình chả biết là nó còn cái gì ta, cuộc xâm lược á mọi người, không biết luôn. Ồ, ở trong này chúng ta có rất là nhiều bánh mì nè mọi người. Mình sẽ bỏ thịt ra và lấy thêm táo. Bội thu em rồi. Ông giảm giá hơi bị nhiều luôn. Mình sẽ qua ông này. À đây rồi, đội lúa này. Ê, chết. Nhặt lại lúa thôi mấy ông lượm ấy. Đổi tiếp nào. Ông học cho tôi cái gì đó có thể đổi được coi. Đấy lúa đó. Phải vậy chứ. Ông kia hết đổi được rồi nên là phải qua ông này mọi người. Wow, nhờ như vậy mà mình được rất là nhiều emerald luôn mọi người. Series là cái shader ấy mình chỉnh lên như nào nó bị giật mọi người. Thật sự là nãy nó giật cực kỳ luôn, mình không đánh được không ấy. Nên là mình phải chuyển qua bình thường như vậy nè. Shader thì nó đẹp thiệt nhưng mà đi phiêu lưu thôi hoặc là đi ngắm cảnh. Chứ mình vô dân làng mình chiến đấu nó giật lắm mọi người. Thật sự luôn ấy. Nên là nãy mình tắt ấy mọi người. Chết ơi, tự nhiên tăng giá 30 vậy cho nổi. Đáng lẽ phải giảm 13 như vậy chứ. Tự nhiên tăng giá lên, tính ra mình không có đánh hay gì luôn. Thôi đổi hết cho rồi. Rồi cho ông lúa luôn này, mệt ông ghê. Rồi mình được bánh bí ngô từ dân làng này. Rồi tôi cho ông cái rìu ấy. Mình sẽ vô cái nhà thợ rèn này để lượm thêm tí đồ. Và cái nhà này hình như là nhà sách. À không, chỉ là một cái nhà to thôi. Ui, nhiều bánh mì vậy. Ok, thế là xong rồi nha mọi người. Mình được rất là nhiều đồ từ dân làng luôn. Ui, ở đây có hai khối vàng. Ủa, sao hai khối như vậy? Phải lắp kỹ lại mới được. Rồi, thế là cuộc xâm lược đã kết thúc. Và mình đã được rất là nhiều emerald luôn các bạn nhìn nè. Đây là số emerald mình có. Và tập sau thì mình sẽ đi tới sa mạc nha mọi người. Để cho các bạn xem lạc đà. Ủa, cái này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Than, ủa than kỳ vậy? Ở cái than nó bị biến đổi hay sao mọi người? Đây là cái than nè. Còn cái than nãy là gì đó? Ghê quá. À, than đáng ngờ mọi người. Than đáng ngờ là mình phải dùng cái cỏ quét mình quét. Giỡn á mọi người. Rồi hôm nay mình chơi tới đây thôi nha mọi người. Mình cứ tưởng là sẽ tìm được sa mạc trong tập hôm nay cho mọi người xem. Nhưng mà sa mạc nó hiếm quá mọi người à. Từ khi cập nhật lên 1.20 hình như sa mạc nó hiếm hơn thì phải á. Và mình cũng cho các bạn xem được cuộc xâm lược nó hiểm ác tới cỡ nào. Mình đã mắc hai em chó đáng yêu. À, đau khổ quá mọi người ạ. Và bye bye mọi người. Tập sau mình sẽ tìm sa mạc. Sau đó mình về nhà mình xây nông trại nha. Bye bye.